Hello， 大家好，我是现在在越南河内的刘刘。今天阿和又去学校了，他和他的一些同学，然后拿到了申请，然后他们在学校里面拍了一些照片和 MV。现在他们都已经回到我们家了，中午在我们这里吃饭，我们过去看看他们吧。来自越南哪里？他们就是我的学校朋友的，一起学在一个乐。对的。我记得那个名字，名哎，啊对，二的。但是，我唱声大声啊，我猜大声，我猜大声。女顶呗，公的女顶呗，就是夹耳，夹耳，夹耳，这个就穿的。哎，先看一下这个朋友。哦。是这个朋友，em là trường, em 20 tuổi, hiện tại em cũng đang độc thân và rất vui hôm nay được đến nhà để làm việc và được chào tất cả mọi người. Vậy là anh đặt ra đây tên là gì? Anh Phúc. Vâng, rất hay, là quen anh Phúc. Yeah. 好，那我们再做饭吧。可以了，现在做完了，我们过来准备吃饭。还多久？ OK。哦，老锅呢？老锅。哎，你喝白酒吗？不喝了，吃吧。比较简单的。现在就是我们在录音了，我朋友还在录音歌曲。这个就是我们做 MV 的歌曲送给老师的。我已经录好了，什么我都贴给完了，刚刚完成一个视频。今天的话就是我的一天，起由去拍视频，拍和练唱歌，练拍，然后贴给。现在我今天都是用手机和电脑，现在我就是有展演，一个展演。怎么拍视频，怎么专业拍视频呢、啊、想一等贴给啊，一等唱歌什么都是我想贴，怎么贴给，然后怎么拍。现在给大家看一下效果怎么样啊。Xin chào thầy cô thân yêu, chúng con là sinh viên lớp tiếng Anh 11A3. Thầy cô ơi, hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, là ngày kỷ niệm tuyệt vời nhất, cũng là ngày 20 tháng 11 cuối cùng của cuộc đời sinh viên chúng con. Được dành tặng thầy cô những lời chúc chân tình này, chúng con chân thành kính mong thầy cô luôn trẻ đẹp, dồi dào sức khỏe, niềm vui và tràn đầy nhiệt huyết. Cảm ơn thầy cô đã rèn giũa chúng con trong cả một quá trình tận tình, tận tâm nhất. Chúng con xin lỗi vì đôi lúc đã khiến thầy cô phải phiền lòng. Nhân ngày 20 tháng 11, trong hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn, không có quà, không có hoa, chúng con chỉ xin gửi tặng thầy cô một tấm chân tình mãi như ngày hôm qua.
Happy Teacher's Day.